Chó rốt con 3 tháng thì nặng bao nhiêu cân? Mời mọi người cùng đến với lại đàn chó con của Messi và Bruno. Đẻ ngày 21 tháng 5, hôm nay là 21 tháng 8, vừa tròn 3 tháng. Hết ngày hôm nay là sẽ là 3 tháng. Ok. Nào, em đây nào. Sơn từng đứa một nhá. Ngồi đây. Em xích ra nào. Gần 13 cân, coi như là để tí này xem nào. Em đứng ra đây xem. Nemo. Coi như là gần 12 cân. Nhiều cái bỏ ra đi, coi như 12 cân. Một đứa. Nina. Nina thì ăn bụng rất là to. Nina sẽ nặng cân hơn. Ngồi đây. Không, không. Ngồi xuống. Không, mấy đứa tránh ra. Tránh, tránh, tránh. Nina ngồi nhé. Nina là 13 cân rưỡi. 13 cân rưỡi này. 13 cân rưỡi này như thế này là coi như là Nina 13 cân. Cái vỏ này nó khoảng tầm một nửa cân. Đây. Đó, nếu nửa cân thì cân nó sẽ không chính xác đâu. Mọi người có thể nhìn đây. Vạch một cân đây. Đó, một nửa cân. Ok, sumo. Để xem cân cả bốn con xem là sẽ nó trung bình chúng nó bao nhiêu cân, từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Sumo ngồi xuống này. Dạ, ngon ngon. Đúng rồi. Rồi. Không, Nina đã kia, Nina xong rồi. Đến được con sumo rồi. Tránh ra ra. Sumo trưa nay không ăn. Ăn rất kém, 11 cân rưỡi. Coi như là sumo 11 cân. Nhẹ hơn con Nemo một tí. Nano. Nè, mấy đứa tránh ra. Nano ngồi đây. Ngồi rõ. Ngồi nguyên ở trong thau này. Phải rồi. Không. Mấy đứa xong sẽ là gì nhé. Đến lượt con Nano rồi. Nano ngồi yên nhá. Yên 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 yên. Đừng thở, thở rung kìa. Gần 13 cân, coi như 13 cân đi. Coi như là Nano 12 cân rưỡi. Nào. Ngậm mồm vào một tí nè. Yên nè. Yên nè. Coi như 13 cân, khó quá cân, đầu máu cứ nhảy lên xoành xoành. Ok. Nào, Nano xuống đi. À. Thích ngồi thao như em bé. Không có con nào chịu giao khỏi cái thao. Hoàn cảnh thế. Nhà có bốn cái. Rồi. Thôi nào. Như vậy là cho con 3 tháng mọi người có thể theo dõi được cân nặng. Cân nặng như giả sử như cái đàn cho con này thì con Nancy nữa. Nancy thì nó là con cái ở cái cân nặng bình thường, như là các con cái khác nó sẽ nhẹ hơn con đực khoảng 1 cân. Nancy có lẽ hôm nay khoảng tầm 9 cân rưỡi 10 cân. Thì cái đàn cho con này là tròn, vừa tròn 3 tháng. Hết ngày hôm nay nó sẽ tròn 3 tháng. Thì mọi người nhìn cân nặng của đàn chó con thì mọi người có thể biết được là như thế, là cái con chó rút con với cái đàn chó mà nó lớn rất là nhanh, phát triển cực kỳ tốt. Thì cái con chó con 3 tháng nó mới ở cái mức cân là từ coi như là từ 10
cho đến 13 cân với con đực. Giả sử như con mét vét nó về Thanh Hóa rồi thì nó sẽ ở mức khoảng tầm đến hôm nay nó khoảng tầm 11 cân rưỡi, nó to và nó ăn tốt. Còn con ở hiện tại này là mỗi con là mức 10 cho đến 13 cân, 10 đến 13 cân. Đây là một cái đàn chó mà lớn rất là nhanh, cân nặng 3 tháng thì nó ở tầm đấy. Và mọi người mà nếu mà cái con chó của mọi người mà nó 3 tháng mà nó chỉ đạt được ở mức khoảng tầm 8 cân thì cũng đừng có sốt ruột. Bởi vì cái cân nặng của chúng nó 3 tháng 8 cân cũng rất là nhiều, phổ biến chứ không phải là gì lạ. 8 cân đến 10 cân rất nhiều. Nó phụ thuộc vào cái giai đoạn cho con này, nó phụ thuộc vào cái sữa của mẹ. Sữa của con mẹ và cái thời tiết khi mà chăm sóc cái đàn cho con. Thời tiết nó thuận lợi thì nó sẽ tăng cân nhanh. Cái đàn cho con mà nó không có phát sinh bất kỳ một cái gì trong quá trình lớn lên thì nó sẽ tăng cân nhanh. Hôm nay là cân thực tế cái đàn con của Bruno và Messi. Bruno đàn chó con này là một cái đàn khung gọng rất là to và chó con nó lớn rất là nhanh, nó khỏe, tốt sữa. Chó con lớn nhanh đến mức mà chỉ rời canxi nano ra mấy ngày là chân của chó nó là nó sẽ yếu, nó không đủ chịu được cái sức nặng cơ thể này. Đấy là cái cân nặng thực tế mọi người nhé. Còn bình thường thì ở Việt Nam ấy, chó rút con nếu mà 3 tháng thường nó sẽ ở mức khoảng tầm 8 cân đến 10 cân, thường là vậy. 3 tháng đủ 3 tháng nhé, mọi người đừng có trông mong gì về cái 3 tháng mười mấy cân hay là bao nhiêu cân rồi là mất công những cái người bán chó này phải khai ra cái ngày sinh của con chó. Đây là cái cân nặng theo đúng ngày sinh. Mà các bạn mà nuôi chó mà đúng cái ngày sinh thì mà mọi người thấy cái cân nặng của cái đàn chó con này của Bruno với Messi này, cái đàn chó con này cân nặng nó rất là nặng thì mọi người cũng sốt ruột. Bởi vì bản thân trại mình ấy có rất là nhiều cái đàn chó khác nhau thì mỗi đàn nó một cái cân nặng ở cùng một cái tháng tuổi, cùng một cái ngày tuổi, nó theo cái thể trạng của từng đàn và theo thời tiết nữa. Còn cái chế độ chăm sóc dinh dưỡng như nhau, nhưng mà như nhau nhưng nó có ăn được không, nó ăn được nhiều hay nó ăn ít, ăn khỏe ăn yếu. Và nhất là cái giai đoạn cái con mẹ nó chăm con nó bằng sữa thì cái con mẹ nào sữa tốt cho con nó sẽ khác hẳn. Cái đấy là cái mà tất cả những cái đấy nó không có ảnh hưởng đến cái cân nặng khi trưởng thành của các cái con chó của chúng ta. Cân nặng khi trưởng thành của các con chó của chúng ta thì chúng ta sẽ phải lưu ý nhiều nhất ở trong cái giai đoạn tuổi lớn của chúng nó, từ bây giờ đi, từ 3 tháng này cho đến 10 tháng là giai đoạn quan trọng nhất. Là phải làm sao giữ để cho con chó là nó tiêu hóa tốt, nó không có bị phát sinh các vấn đề về đường tiêu hóa và nó khỏe mạnh thì chắc chắn là con chó về sau đến cái giai đoạn khoảng tầm 10, 11 tháng tuổi nó sẽ đuổi kịp cân nhau. Các cái đàn ngày bé nó nhỏ và các cái đàn ngày bé nó to đến lúc nó cũng sẽ đuổi kịp cân nhau nếu nó là cùng một khung. Chứ còn mình không thể nào mình so được là cái con nó theo cái khung con bố, con nó theo khung con mẹ được. Cùng cặp bố mẹ, một cái đàn chó con này nó theo khung con mẹ, khung nó nhỏ hơn con bố chẳng hạn, giả sử như thế, thì chó con khi trưởng thành khung nó sẽ nhỏ hơn là cùng cái cặp bố mẹ đấy mà cái đàn chó con nó theo khung con bố. Giả sử như là đàn Bruno Messi này thì cái con bố của nó, khung của nó rất là to, nó 60 mấy cân. Cái khung của nó nếu mà nó đắp đủ khung nó khoảng 65, 68, 70 cân. Còn con mẹ của nó thì là cũng là một cái con cái ở cái mức trung bình khá về cái thể trạng, tức là con cái mà chuẩn mực thì nó khoảng tầm 42 cân, thì Messi là 40 cân. Thì nếu mà nó theo khung con mẹ thì cái con đực có thể là nó khi nó trưởng thành lên nào, theo dòng họ của con mẹ thì con đực khi trưởng thành lên theo cái dòng máu thì nó con đực có thể là nó chỉ ở, nó sẽ ở trong cái mức cân nặng khoảng tầm 50 đến 55 cân, 50 54 cân.
như là những con ở trong dòng máu của Melsi. Nhưng nếu mà nó theo cái dòng máu của bố thì khi mà trưởng thành lên thì nó sẽ 58-65 cân, đấy là cái chuyện hết sức bình thường. Còn nó theo con bố của nó ở cái mức cân nặng đấy, ở một cái khung đấy. Nếu mà cái đàn cho con mà nó mà theo gen con bố thì nó sẽ khi trưởng thành lên nó sẽ ở cái mức đấy, và khi mà cái đàn cho con nó ở mức đấy thì cái cân nặng của nó ngày bé với cùng con mẹ cùng cái nguồn sữa như thế thì nó cũng sẽ to hơn là cái đàn cùng bố cùng mẹ. Mà nếu nó giống mẹ thì là những cái đấy là những cái nó rất là tương đối. Chúng ta chăm chó thì chúng ta cứ chăm làm sao để cho nó khỏe mạnh thôi, nó cứ khỏe mạnh nó phát triển nên là ok, yên tâm rồi. Đấy, còn nó còn suốt ngày cho nó đồ nhức đầu không? Làm gì xin làm được cái cân này này. Sao? Nô thì cứ nô đấy chứ ai bảo sao đâu. Mà mấy lúc nô nữa. Hả? Nô đi. Ok, Rukmalukubi xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again. Ok, đánh tắt video đi đã.